Chó cưng huấn luyện viên Park Hang-seo ghi điểm lớn với huấn luyện viên Choi Seo trước nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam. V-League 2023 tạm nghỉ hơn một tháng để nhường chỗ cho các đội tuyển tập trung, cũng là cơ hội cho các câu lạc bộ thi đấu các trận giao hữu nhằm đình chiến thuật trước khi mùa giải trở lại vào đầu tháng 4. Công an Hà Nội là một trong những đội cần quãng nghỉ này nhất bởi đoàn quân của huấn luyện viên Fuyani tỏ ra đầy bất ổn sau 4 trận đầu tiên của V-League 2023. Chiều 15 tháng 3, Công an Hà Nội đến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Với tính chất của một trận giao hữu, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ tới 9 bàn thắng. Phan Văn Đức để lại dấu ấn với một siêu phẩm vào lưới đội chủ nhà. Ngôi sao đội tuyển Việt Nam tỏ ra vô cùng tinh quái khi vượt qua cầu thủ của đội chủ nhà trước khi tung cú sút đưa bóng về góc cao khung thành. Thủ môn câu lạc bộ Nam Định dù bay người đầy cố gắng nhưng không thể cản phá cú sút của Đức Cọt. Siêu phẩm này của Văn Đức đã nhận được vô số lời khen đến từ đồng đội. Thủ thành Văn Lâm cũng tỏ ra thán phục với bình luận, thế thì chịu. Dẫu vậy, bàn thắng của Phan Văn Đức không thể giúp Công an Hà Nội tránh khỏi một thất bại. Trận đấu đã khép lại với tỷ số 5-4, nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Fuyani sẽ còn rất nhiều điều phải cải thiện trước khi V-League trở lại. Ở vòng 5, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy vào 19:15 ngày 8 tháng 4.